Alexson Becker mùa giải 19 Champions League, vị trí GK 92, đang thi đấu câu lạc bộ Liverpool, quốc tịch Brazil, mức lương 15, chiều cao 1m91, cân nặng là 91 kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 3 và phải 5. Các chỉ số gốc của thủ môn này bao gồm thủ môn ném xa và thủ môn quét. Ở vị trí GK thì Alex Becker nổi tiếng ở khả năng phản xạ, khả năng chọn vị trí, khả năng phản ứng và có khả năng phát bóng, và đổ người tốt. Tầm nhìn là 69, khéo léo là 83, thăng bằng là 76 và sức mạnh là 81. Sức bật nhảy là 76 và có khả năng bình tĩnh 68. Mùa giải Champions League 2019 chính là mùa giải xuất sắc nhất của Alexson Becker khi anh đã cùng với Liverpool vô địch Champions League, vô địch siêu cúp châu Âu, siêu cúp nước Anh, vô địch Copa America. Alexson Becker được giới mộ điệu đánh giá là Messi ở vị trí thủ môn, để nói lên những phẩm chất thiên tài của Alexson Becker. Thì anh có một tâm lý của một Lionel Messi trong mỗi trận đấu, rất tự tin, điềm tĩnh và xử lý bóng cực kỳ thông minh. Ngoài kỹ năng bắt bóng bằng tay, xử lý bóng bằng tay tuyệt vời với những khả năng phản xạ. Trong 38 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh thì Alexson Becker đã giữ sạch lưới tới 21 trận. Đó cũng là tiền đề để Liverpool đoạt Á quân Premier League và vô địch Champions League, vô địch siêu cúp châu Âu, vô địch siêu cúp nước Anh. Chiều cao là 1m91. Nhưng Alexson Becker lại cực kỳ nhanh nhẹn với thân hình đồ sộ như vậy. Kỹ năng bắt bóng bổng của Alexson Becker là rất tuyệt vời. Anh có thể thi đấu như một thủ môn quét dạng Manuel Neuer với việc khéo léo sử dụng hai chân và những cú chuyền dài, phạt bóng xa, phát động tấn công rất chính xác. Alexson Becker là thành viên của đội tuyển quốc gia Brazil vô địch Copa America 2019. Và ở giải đấu này anh cũng đoạt danh hiệu găng tay vàng cũng như danh hiệu găng tay vàng ở như Champions League, siêu cúp châu Âu, siêu cúp nước Anh. Ở trên hàng công thì Liverpool có Mohamed Salah là thủ lĩnh. Ở hàng tiền vệ có Jordan Henderson. Ở hàng phòng ngự thì có Virgil van Dijk. Và ở vị trí thủ môn, Liverpool có một thủ lĩnh đích thực mang tên Alexson Becker. Với khả năng điềm tĩnh và truyền lửa cho các đồng đội, tạo nên một sự yên tâm chắc chắn trong khu gỗ. Mùa giải 19 Champions League chính là mùa giải xuất sắc nhất của Alexson Becker, không tính mùa giải Totti. Vậy đây chắc chắn sẽ là một một thẻ mà các bạn nên sử dụng bởi mức lương của Baker sẽ là thấp hơn so với mùa Totti. Sẽ giúp quỹ lương của bạn hạn chế được để dành cho những siêu sao trên hàng công. Và với một chất lượng cũng 1-9, 1-10 với mùa giải Totti. Đó là lợi thế, cũng là điều mà tôi giới thiệu các bạn về thủ môn này. Trong khi dịch bệnh nCoV đang hoành hành, thì Liverpool cũng đang tung hoành trên giải Ngoại hạng Anh với số điểm bỏ xa kẻ bám đuổi Man City lên tới hơn 20 điểm rồi.
Và mặc dù những trận đấu gần đây thì Liverpool thi đấu hơi chệch choạch một tí, tuy nhiên thì chắc chắn chức vô địch sẽ nằm trong tầm tay của Alexander Becker và các đồng đội. Còn ở UEFA Champions League thì Liverpool đang gặp một chút khó khăn, nhưng với bản lĩnh và đẳng cấp của một đương kim vô địch cùng với dàn sao thiện nghệ như là một thủ môn thiên tài trong khung gỗ như Becker, thì chắc chắn Liverpool có thể sẽ vượt qua cái khó này và tiến sâu hơn vào Champions League, cũng như bảo vệ danh hiệu Champions League. Alexander Becker không chỉ là một thủ môn chơi bóng hay, anh còn có một tố chất rất lịch lãm. Một trong những thủ môn có vóc dáng tương đối đẹp và khuôn mặt hiền hậu, cùng với một tính cách lịch lãm lịch sự. Trên sân bóng thì Alexander Becker trông như một quý ông ở vị trí thủ môn vậy. Và khi chúng ta thì chứng kiến Alexander Becker thi đấu trên truyền hình thì chúng ta cũng phải nhận ra công nhận một điều rằng với một bộ râu rất cổ điển cùng với tài bắt bóng của mình thì anh đã chiếm trọn niềm tin của các fan quỷ đỏ, cũng như nhận được đánh giá rất cao của những nhà báo uy tín, các nhà bình luận cũng như các chuyên gia về bóng đá ở tạp chí France Football hay FPF. Để chấm cho mùa giải 19 Champions League này, các bạn có thể tin rằng Alexander Becker hoàn toàn xứng đáng với mức điểm là 10 trên 10. Một trong những thủ môn có khả năng chơi bóng bằng chân và bằng tay cực kỳ xuất sắc. Và hiện tại thì anh đang là thủ môn số 1 thế giới về cả giá trị chuyển nhượng cũng như tài năng của mình. Khi chuyển sang AS Roma thì Alexander Becker chỉ có mức phí chuyển nhượng là hơn 5 triệu bảng. Tuy nhiên khi chuyển sang Liverpool thì anh mức giá chuyển nhượng của Becker là lên tới 72 triệu euro. Và đây là một mức giá kỷ lục dành cho một thủ môn của thế giới. Sau đó thì câu lạc bộ Chelsea đã thực hiện một thương vụ chuyển nhượng thủ môn và khiến cho vị thế của Alexander Becker xuống vị trí số 2. Tuy nhiên về định giá Transfermarkt thì Alexander vẫn đang là thủ môn có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới hiện tại. Ở Copa American 2019 thì Alexander Becker cùng với đội tuyển Brazil cũng chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn. Điều đó để nói lên sự xuất sắc của Becker trong khung gỗ là cực kỳ ấn tượng. Bạn thấy phản xạ cực kỳ tốt. Mặc dù trong tình huống đó thì với lực sút quá gần của Abraham thì Becker đã không thể ôm gọn được bóng. Nhưng đó là một tình huống phản xạ rất hay và nhanh nhẹn. Khi có Becker trong đội hình thì các bạn không sợ bóng bổng cũng không sợ bóng sệt luôn. Anh bắt bóng bổng và bóng sệt đều rất tốt. Kể cả những tình huống sút xa uy lực hay những cú ZD ảo diệu.
bạn thấy khả năng bắt bóng và phạt bóng xa của Baker là rất tuyệt vời. Phạt xa của anh tương đối chính xác.